Because he's very low ranking right now. He doesn't push. So I'm waiting for the Urian. Yes. Asaf. Hi. Đã. Ui, Araban top 1 rồi, Asaf phải bắn. Let me turn on some good, better music. Okay, let's enjoy. No, come on, the dark goblin gets so much damage. He also got 5-1 and infernal tower. Music not loud. Okay, let me upgrade a little bit. That's okay. That's okay. That's okay. No, it's really too late. Please stop warning, guys. Em chơi với nghe xin lời game rồi nha. Em chơi đứng game bằng vừa nha, chơi được. Sau này live chiều á, tại hôm nay là cuối mùa mà. Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa giải rồi. Và chúng ta sẽ có một mùa giải mới. Quá nhiều skeleton một mình ạ. Arrow đang to hơn. À để mình check xem nhé. Mày cùng cãi nhau. Emerald early season 2-1. Okay, let me try it. Oh, yeah, I'm too. Asaf 2-1. Come on! Xem nhá, để xem thông tin của con Ghibli là đang bao nhiêu nhé. Ôi, không! Arrow cao hơn, Arrow cao hơn. Arena damage có 579.